Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng chuyền on you can eat 714-591-5311 591-5311. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866-435-9746. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Thảo Yên, hoan chào Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà phê sáng sang thời sự thế giới, và có một tin breaking news để gửi đến quý vị. Thế nhưng đầu tiên vẫn là thời tiết trong ngày với Thảo Yên. Mới vào thì Thảo Yên than nóng quá anh Thủy ơi, 85 độ. Vâng, thưa quý vị. 85 mà than là nóng. Em là trên 76 là em chịu hết nữa rồi. Cho nên cái này là quá sức chịu đựng thôi quý vị. Thưa quý vị, hôm nay buổi trưa nóng nhất họ nói ở Westminster với Garden Road là 85. Nhưng mà họ ghi vậy thôi chứ thật ra chắc phải cộng thêm vài ba độ nữa. Cái lúc mà đỉnh điểm đó, rồi thấy là ngày mai cũng không có khá hơn. 84 vậy cộng thêm nữa, vậy là ngày mai chắc cũng phải 88, 89. Yeah. Thứ sáu mới thấy là giảm bớt chút, nhưng mà rồi cái bắt đầu qua đến chủ nhật lại nhảy lên lại 84, 85, nhìn chung thấy con số trung bình là 85 trở lên không thôi quý vị. Vâng, đấy quý vị thấy không, mình bị là sướng quá rồi, cái gì thấy hơi cao xíu là than. Sang bên Arizona nhiệt độ sẽ không thể tưởng được, hoặc là không cần nữa, sang tới vùng Indio, đi vào trong các sa mạc của California hoặc là Nevada thì mới thấy được ồ quá sung sướng. Thực ra thì đó là nhiệt độ trung bình ở xa biển, thưa quý vị, ở biển Huntington Beach vân vân, Newport Beach nhiệt độ vẫn tuyệt vời như thường, 70+ độ mà thôi. Thị trường tài chính ngày hôm nay tiếp tục tốt và lần đầu tiên Dow Jones đã vượt quá 35.000 điểm. Kinh khủng. Có thể nói rằng chỉ trong vòng 2 tuần lễ vừa qua thôi. Từ cái mức 33.000+ bây giờ vượt quá 35.000 điểm. Cho thấy rằng thực sự chúng ta đã vượt qua khỏi cái đáy rồi. Cái thời điểm mà tiêu cực nhất đó, Dow Jones có lúc rớt xuống 1.800 điểm liên tục, còn có 32.900+ thôi, có cái thời điểm dưới 33.000. Bây giờ là trên 2.000 điểm nữa, 35.099, vẫn tin tức lạc quan về hoạt động kinh doanh của các đại công ty Hoa Kỳ. Nasdaq lên 38 điểm, S&P 500 lên 12 điểm. Nasdaq hôm nay đã vượt quá 14.000 điểm rồi, thưa quý vị. Trong khi đó, công trái phiếu 10 năm 3,77. Tin tức ngày hôm nay cho biết những người nào đi mượn nợ mua nhà hoặc là tái tài trợ đã thấy phân lời xuống chút đỉnh, không còn đến 7%, hoặc là thậm chí có nơi nó xuống dưới 6,5%. 30 năm là 3,88. Dầu lên 64 cent, 76 đồng 39 cent và vàng xuống gần 3 đồng. 1977 đồng 90 cent một troy ounce. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì cảnh sát ở tại thành phố Hoover, từ bang Alabama, là nơi vẫn đang diễn ra cái vụ mà có cô gái 25 tuổi sinh viên đang học ngành y tá đó, mà bây giờ cổ đang giống như là nạn nhân của một cái vụ bắt cóc dùng con nít làm mồi nhử, mà bây giờ nó gây sự chú ý khắp cả nước. Thì vào cái buổi họp báo ngày hôm qua đó, mặc dù sở cảnh sát họ chưa chính thức tuyên bố, nhưng mà bây giờ giống như là sau gần hơn một tuần điều tra thì những gì cảnh sát tìm thấy nó lại đang rất là mâu thuẫn với cái lời khai và
của cả cái câu chuyện của cô này và gia đình. Thì chưa biết được cảnh sát họ sẽ có tìm ra cái bằng chứng xác thực hay không. Nhưng mà cảnh sát họ nói như thế này thưa quý vị. Đầu tiên chúng ta phải nhắc lại đó là thứ năm tuần trước, thì bây giờ theo như cái hồ sơ cảnh sát kể và cái toàn cảnh đó là 8 giờ 20 phút tối, cô Carly này đó, cổ ra khỏi chỗ làm. Lúc đó khi ra khỏi là trước đó cổ đã gọi điện thoại ở một cái nhà hàng gần đó cổ đặt đồ ăn rồi, cho nên vừa ra khỏi là cổ lái đến gần cái nhà hàng cổ lấy đồ ăn, và sau đó cổ đi đến Target để cổ mua giống như chắc chip hay là đồ ăn vặt gì đó. Thì sau đó chính lúc này đó là cổ là người gọi cảnh sát thưa quý vị, chứ không phải là lúc ban đầu chúng tôi lại tưởng là cổ đang lái xe thì cổ nói chuyện với cái một người giống như là chị dâu em dâu gì đó, nhưng mà không phải. Bây giờ cảnh sát cho biết là ngay sau khi ra khỏi Target, cổ là người đã gọi 911, cổ báo và lúc đó là 9 giờ 34 phút tối. Cổ nói rằng đang ở trên freeway thì cổ thấy một đứa con nít, và đây là cái report từ cái người tổng đài viên nói là đứa con nít đó là Mỹ trắng khoảng 3-4 tuổi, mặc một cái áo thun và chỉ có mặc tả mà thôi. Và cái cô này cổ nói là cô này đây là report party đó, là người báo án đó, tại vì đây là cái lời của cái người tổng đài viên. Người báo án nói là xung quanh đứa nhỏ không có chiếc xe nào cả, đứa nhỏ giống như là bị bỏ, và người báo án sẽ ở đây chờ cho đến khi cảnh sát đến. Thì sau đó là cổ cúp phone với người tổng đài viên và cổ gọi cho cái người chị dâu hay là em dâu gì đó, và đến 9 giờ 36 phút là người chị dâu em dâu của cô này chính thức gọi cảnh sát báo là nghe cô này hét lên, là cái phần mà chúng ta nghe từ bữa đến giờ đó là cổ đang nói chuyện với chị dâu. Thì cổ nói là cổ bước xuống xe và nghe giọng cổ hỏi là đứa nhỏ có sao không, nhưng mà cái người chị dâu này không hề nghe được cái tiếng trả lời nào là có đứa nhỏ có trả lời hay không cả. Nghĩa là chỉ trong vòng có 2 phút thôi, 9 giờ 34 cổ gọi 911, 9 giờ 36 là kết thúc cuộc gọi với người chị dâu, và người chị dâu gọi cho 911 nói là nghe cô này hét lên một cái là cổ bị gặp nạn gì rồi đó. Thì sau đó bây giờ là đến cái phần report của những người cảnh sát mà họ đi đến cái freeway đó, thì họ nói rằng khi đến đây đó là chỉ thấy cái xe Mercedes cửa mở, máy xe đang mở, và thấy có một cái bộ tóc giả, cái ví ở trong xe, không có thấy người báo án. Và sau này đó, trong cái report của cảnh sát thì họ có ghi thêm là cái đồ ăn mà cổ đặt ở cái nhà hàng và những cái bịch đồ ăn vặt không có, không có luôn xe. Có nghĩa là cổ mang ra khỏi xe và đi đâu đó, và cái cell phone cũng không có trong xe, không có cell phone luôn. Wallet thì có, cái ví với cái bóp thì còn, cho nên đây là những cái chi tiết rất là đặc biệt thưa quý vị. Trốn ở đâu đấy, lấy cái chip này để ăn sống 48 tiếng đồng hồ phải không Thảo Yên? Thảo Yên đọc thì Thảo Yên thấy là chúng tôi thấy ồ, phải có cái vấn đề cảnh sát chưa dám nói ra đó. Nhưng mà chúng ta thấy ủa, mất tích nhưng mà không có con, không có con nít, không có xe, mà mấy cái bộ chip đồ ăn thì không có. Đấy, lúc mấy ngày trước chúng ta không có biết được cái chi tiết này, nhưng đó, mà cái chi tiết này mới vừa được đưa ra ngày hôm qua. Và sau đó đó thì cảnh sát, bây giờ cái report cảnh sát nói tiếp là ngay lập tức họ ran cái registration của cái xe đó, thì là họ biết được là chủ xe là ai và có luôn cái địa chỉ. Thì ngay cái lúc đó là cảnh sát họ cũng cử một cái xe cảnh sát khác đi đến cái nhà của cô này rồi. Và lúc đó thì nhà cô này vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Và cảnh sát ngay ở cái freeway đó họ cũng nói là họ đang liên lạc với công ty T-Mobile để họ muốn ping cái phone nằm ở đâu. Tại vì có bóp có ví nhưng mà không có cell phone, người với cell phone không có. Đó. Nhưng mà bây giờ trong cái buổi thông cáo báo chí ngày hôm qua thì cảnh sát không có nói là cuối cùng cái họ có liên lạc được với T-Mobile hay không, hay là T-Mobile họ không có thể nào ping được cái phone tại vì cái phone bị turn off hay sao, thì không nghe cảnh sát nói đến. Rồi sau đó đó thì quay trở lại đến cái chuyện đó là cảnh sát họ nói là suốt bây giờ gần một tuần điều tra và họ lấy luôn cả những cái hình ảnh từ những cái camera ở trên freeway đó thưa quý vị, thì không có một cái xe nào báo là có thấy đứa con nít nào cả. Và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.